Xin chào toàn thể bác và anh em ạ. Chúc mọi người một ngày mới an lành. Hôm nay là tại Sài Gòn, hiện tại mưa rất là to các bạn, ảnh hưởng cơn bão. Không biết là khu vực của các bác làm sao ạ. Hôm nay em Hải có mặt ở tại cơ sở Sài Gòn của Hiếu Minh Auto. Và hôm nay thì em lên một cấu hình gọi là karaoke giá ngon bổ rẻ cho các bác và anh em tham khảo. Thì đây cũng là một bộ dàn mà em gửi đi cho một bác khách, đó chính là anh Cao Xuân Hân. Đấy, bác thì có nhắn tin và liên hệ cho em là nhờ em tư vấn cho một bộ karaoke đấy, có đôi loa JD Bass 25. Đây là đôi loa bãi Bass 25, model loa là JD PA 10 cộng. Nhân tiện đây thì em cũng quay để giới thiệu thì các bác là một bộ dàn ngon, bổ, rẻ để cho anh em tham khảo ạ. Đầu tiên là bộ dàn này có gồm là 4 sản phẩm. Một chiếc đẩy bãi JD 450, giá khuyến mãi là còn 3 triệu. Và một chiếc vang cơ lai số hàng đập hộp của thương hiệu CAVS. Thương hiệu CAVS thì phân phối các sản phẩm hàng chính hãng, nhập khẩu có COCQ. Model vang là K3000, giảm giá còn 2.200.000. Sản phẩm thứ 3 là một bộ mic bãi Bayer vỉ tím đời cao, giá là 1.800.000. Và một đôi loa JD PA 10 cộng, giá là 7 triệu. Tổng cộng bộ này giá là 14 triệu. Với thiết kế loa Bass 25 như thế này thì sẽ phù hợp cho anh em phối ghép vào những không gian khoảng từ là 25m² cho tới là 30m². Và giá này là giá gọi là em đã giảm giá kịch sản, ngon bổ rẻ các bác tham khảo ạ. Riêng với đôi loa PA JD PA 10 cộng này, nếu các bác tham khảo thị trường nhé, với những cơ sở lớn đang bán, giá dao động đâu đó khoảng tầm hơn 8 triệu. Bên em hôm nay em quay bác giới thiệu đây bộ dàn này, giảm giá là còn 7 triệu đồng trên một đôi. Và tủ máy thì thiết kế là một chiếc đẩy 2 kênh JD 450 đồng bộ với cả đôi loa JD đấy ạ. Đẩy với loa là đồng bộ các bác nhé. Công suất cho ra chiếc đẩy này là 600W trên một kênh, chạy mạch CLH ạ. Mặt trắng nhìn rất đẹp này. Đẩy bãi nhưng mà về lô này đẹp lắm các bạn. Và chiếc vang cơ lai số CAVS K3000 có thể là tinh chỉnh bằng tua vít đây. Các bác có thể tinh chỉnh đường mic này, đường nhạc, đường súp riêng ở bên mặt trước luôn. Echo, reverb, effect. Nói chung là hát rất là mượt mà với cái chiếc vang cơ lai số này. Và có điều khiển từ xa cho anh em sử dụng rất là tiện lợi đúng không ạ. Bộ mic bãi Bayer vỉ tím 3G760. Cái đời này là đời vỉ tím cao các bạn, đời vỉ tím đời cao. Chất mic rất là dày và tiếng rất là chắc. Bắt mic rất tốt. Két 3 sản phẩm này. Và đặc biệt nhất là đôi loa JD PA 10 cộng này, hàng đẹp. Đẹp, zin xịn. Nước sơn đặc trưng của dòng JD các bác nhé. Nước sơn này không làm nhái độ. JD PA 10 cộng, dòng loa hai way, một chép và một bát. Design Inspire Tây Ban Nha. Thương hiệu Tây Ban Nha thì là một thương hiệu nổi tiếng về các dòng loa mà chuyên thiết kế về những giải chung và giải chép, như là dòng loa Audio Center này, JD là những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Một bộ dàn có trị giá là 14 triệu đấy, test trước khi gửi đi cho anh Hân và cũng như là nhân tiện đây để chia sẻ tới các bác một bộ dàn combo karaoke gọi là ngon bổ rẻ các bạn. Tại sao em nói ngon bổ rẻ? Vì cái giá này nó cực kỳ là rẻ, không thể tìm ở đâu trên thị trường với một combo em ghép như thế này mà giá thấp hơn các bạn nhé. Nếu bình thường các bạn mua bên em bộ combo này, nó giá nó dao động khoảng tầm trên 16 triệu thì hôm nay có nhân tiện đây thì cũng như là nhân dịp đầu tháng em làm một chương trình khuyến mãi giảm giá về combo karaoke này còn 14 triệu đồng. Và cùng với đó thì em Hải sẽ tặng các bác các phụ kiện dây dắt như là dây Canon rất là xịn sò, đều là dây Canon liền đúng không ạ. Và dây loa đều là dây đen này, lõi 1.5, dắt new trích đầu nối, đầy đủ dây dắt. Đây mic bãi của dòng Bayer vỉ tím đời cao còn rất đẹp ạ.
Ok, mời các bác cùng nghe lại một đoạn nhạc của bộ combo karaoke trị giá 14 triệu loa JD PA 10 cộng này ạ. Chép rất là tơi và sáng nhuyễn. Thử các bác tiếng mic nhé. Lên 1 2 3 4 5 6. Mic rất là nhẹ. Các mic rất là nhẹ. Hôm nay thì không có ca sĩ ở đây. Nên em cũng rất là ngại khi hát không hay. Combo karaoke có tổng trị giá là 14 triệu đồng này thì em sẽ tặng đầy đủ phụ kiện dây dắt, và cùng với đó là combo này em sẽ bảo hành với bác là chọn 1 năm 12 tháng. Đấy, bảo hành bác là 1 năm và trị giá tổng combo là 14 triệu và được tặng kèm đầy đủ dây dắt. Và anh em nào quan tâm đến combo karaoke ngon bổ rẻ này có thể liên hệ qua em với số điện thoại online thì em Hải đang cầm số hotline là 0982352313. Ở địa chỉ cửa hàng bên em thì cơ sở 1 tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2 tại 48B, cư xá và điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Và combo karaoke này em cũng hỗ trợ trả góp thôi nhé, có hỗ trợ trả góp. Các bác chỉ cần là căn cước công dân qua cửa hàng, thủ tục khoảng 5-10 phút là xong. Các bác có thể zing combo karaoke này về để vừa nghe vừa hát, cực kỳ hay và chất lượng ạ. Với không gian phù hợp sẽ là khoảng từ 10m2 cho tới là 25-30m2 ạ. Ok, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.